Xin chào mọi người. Cái kính viễn vọng mà cái ông Dương Amazon này á, ông ấy quảng cáo, mình có một cái. Đợt đấy thì nó gửi đến mình không kiểm tra nữa. Nhưng mà cái kính này mua về thì nó là 750 hay sao? Nói chung là mua về mình không xài được. Mình 700.000 thì cũng không phải lớn, cũng không phải nhỏ, nhưng mà đối với một số người thì lớn. Mua về quan trọng là nó lại không dùng được, nên là các bạn, mình nói các bạn là cái kính đấy nó không dùng được, nên là mình khuyến cáo các bạn đừng có mua cái kính đấy. Và cái mình không hiểu tại sao nó lại, thằng này nó lại lắm tiền, nó cứ chạy quảng cáo miết trên Facebook, nên là các bạn cẩn thận. Cảm ơn các bạn, để mình cùng report để những cái thằng mà bán hàng lởm này được không thể tồn tại được. Xin chào mọi người. Cái kính viễn vọng mà cái ông Dương Amazon này á, ông ấy quảng cáo, mình có một cái. Đợt đấy thì nó gửi đến mình không kiểm tra nữa. Nhưng mà cái kính này mua về thì nó là 750 hay sao? Nói chung là mua về mình không xài được. Mình 700.000 thì cũng không phải lớn, cũng không phải nhỏ, nhưng mà đối với một số người thì lớn. Mua về quan trọng là nó lại không dùng được, nên là các bạn, mình nói các bạn là cái kính đấy nó không dùng được, nên là mình khuyến cáo các bạn đừng có mua cái kính đấy. Và cái mình không hiểu tại sao nó lại, thằng này nó lại lắm tiền, nó cứ chạy quảng cáo miết trên Facebook, nên là các bạn cẩn thận. Cảm ơn các bạn, để mình cùng report để những cái thằng mà bán hàng lởm này được không thể tồn tại được.